lời của Đức Chúa Trời và danh của Chúa Giêsu chúng ta chống trả lại ma quỷ thì nó phải lìa xa chúng ta. Amen. Thế thì hy vọng là trong cái thời gian ở đây, tôi còn ở đây, nếu như ai mà có những cái nan đề mà cảm thấy như mình đã từng có những cái điều gì đó với quá khứ nhé, mà cần được giải quyết dứt điểm thì có thể gặp tôi ở nhà mục sư Hải, gặp cách riêng tư và tất cả mọi thứ là confidential, bởi vì cái nguyên tắc giải cứu là mọi cái điều đó sẽ được chôn dưới chân thập tự giá. Và nếu mà ai mà những người nào ở ngoài thì tôi không nói, nhưng nếu ở trong hội thánh này thì tôi cũng xin phép mục sư Đại là người giữ cẩm ở đây thì cho phép tôi được phục vụ anh chị em trong cái ơn mà Chúa ban cho. Ok, vì ông là người giữ cẩm đến nguyên tắc thực linh thì tôi phải xin phép. Bởi vì thực sự ra mà nói, cái tôi đã nói ngay từ đầu tôi chỉ là cái chổi thôi, cho nên là mục đích Chúa dùng cái chổi này để giúp đỡ anh chị em. Còn như chương trình thần học ISO mình nói, mà gọi chức vụ tôi là gì vậy? Mục vụ của tôi là mục giúp đỡ, đi chỗ này giúp đỡ, đi chỗ kia giúp đỡ để khích lệ anh em ISO. Và mình được dự phần là mình hầu việc Chúa là mình vui rồi. Còn bây giờ xin phép được phục vụ anh chị em nào, nếu có ai đau nhức mình mày hoặc là có những cái gì cần thì tôi xin phép được phục vụ. Ok. Còn vấn đề video, ai muốn thì có thể sau này gặp cục sư Hải, ông này có một cái kho rất là lớn.